Chào các bạn kinh xem cách 24 giờ. X-Center cho lầm độ tùm lum với rất nhiều đồ chơi và nội công thâm hậu. X-Center cho lầm ở bên dưới đây gần như có một nội công vô cùng thâm hậu, nhưng chủ xe vẫn mạnh tay chăm chút bên ngoài làm cho chiếc xe thêm bóng và tạo cái nhìn thân thiện hơn. X-Center cho lầm độ tùm lum với rất nhiều đồ chơi và nội công thâm hậu. Nhìn ảnh đầu ta thấy được chiếc xe đang được dọn lại từng chi tiết và được tân trang là cái dàn tem, kèm theo đó rất nhiều đồ chơi được cực kỳ phong cách. Đồng hồ điện tử nằm bên ngoài đầy sang chảnh, và chưa kể đến rất nhiều món đồ chơi khác. Anh em cùng xem bên dưới nhé. Góc nhìn nhỏ ta thấy được cái bình xăng là quá lớn, không thể che cái dàn nhám lại, chứng tỏ nội công chắc chắn rất thâm hậu. Đi kèm theo đó là cái trợ lực Hybrid Koso AX2N nằm lộ thiên đầy sang chảnh, cụm tăng tốc Uma. Chiếc xe được độ lại vỏ phục trước phay đầy nhỏ gọn, cái niềng nhôm Racer Boy, các chân Raider, gấp nhôm đã tạo ra cái dàn chân bạc vô cùng cứng cáp. Ngoài cái bô lê vin, cổ bồi nóc, ngoài ra các bạn đừng để ý cái dàn đánh lửa, vì đây là xe đã xuống cái dàn áo, chứ cục máy đã tố cáo đây là chiếc X-Center 1.5 năm số. X-Center 1.5 độ trắng hồng cứng cáp và đơn giản đầy cá tính. X-Center 1.5 được chủ xe chia sẻ được nâng cấp từ nội công đến full ngoại công đầy chi tiết là một bản, và những chú ốc cũng được chủ xe chăm sóc cũng rất kỹ. X-Center 1.5 độ trắng hồng cứng cáp, đơn giản nhưng đầy cá tính. Chiếc xe này được coi là tâm huyết của chủ xe, với cục máy được dọn lại 62cc. Đây là cái sức mạnh đi kèm cùng với nó rất nhiều đồ chơi phá cách, và cái màu hồng đầy cá tính làm cho chiếc xe cái bề ngoài là không quá sáng chói nhưng vẫn hút được rất nhiều người phải ngước nhìn. Chiếc xe được độ lại Koso Uma đầy thương tích nhưng rất nhiều tính năng so với đồng hồ zin. Phần mâm cũng được trang bị Racing Boy 5 cây đầy cứng cáp và được sơn hồng cá tính thu hút ánh nhìn. X-Center 1.5 được khoác cho mình phong cách là tem Spark 1.5 cấp Kates. Mẫu xe này còn chế thêm cái ổ khóa X-Center 1.10 đầy tiện ích. Cảm ơn bạn theo dõi clip này, để trực tiếp nhớ like, share, subscribe.